Nếu thấy rằng pháp vô niệm này vô cùng vi diệu, thực tế đã tiễn đưa quá nhiều người vãng sanh, một chứng minh hùng hồn như vậy thì chúng ta đến giờ phút này còn gì để nghi ngờ nữa mà không bám chặt lấy cơ hội này để vãng sanh thành đạo, phải không chư vị? A A Di Di Đà Đà Phật. Phật.